Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Xuân yêu thương trên giáo xứ Bình Long. Thánh lễ mùng 1 Tết tại giáo xứ Búng. Thánh lễ Minh Niên mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường. Giáo xứ Bến Trường mừng thọ quý cụ trong thánh lễ mùng 2 Tết. Thánh lễ Tân Niên tại giáo xứ Bến Sánh. Thánh lễ mùng 2 Tết tại đất thánh giáo xứ Tây Ninh. Các tân linh mục và phó tế hiệp dân thánh lễ tạ ơn và nhận văn thư bổ nhiệm từ Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Tin giáo xứ Bình Long, Xuân yêu thương trên giáo xứ Bình Long. Bữa tiệc mừng được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019, trong bầu không khí ấm áp, yêu thương và tràn ngập tiếng cười. Điểm đặc biệt của bữa tiệc mừng này chính là sự cộng tác của nhiều thành phần dân chúa giáo xứ Bình Long, mỗi người mỗi việc cùng nhau góp phần chuẩn bị cho buổi tiệc mừng được chu đáo và thật sự đong đầy ý nghĩa yêu thương. Từng thành phần trong giáo xứ từ phụ lão, hiền mẫu, giáo lý viên, thiếu nhi cùng nhau chung tay chuẩn bị những phần quà đầy ý nghĩa, những chiếc bánh chưng do chính cộng đoàn làm nên từ lòng mến chân thành, những món ăn bình dị được chuẩn bị chu đáo bằng chính tâm tình yêu mến nhau. Khoảnh khắc mọi người cùng nhau mừng xuân mới thật ấm áp, mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau chia sẻ tâm tình, bao vui buồn của cuộc đời mưu sinh dường như được tạm gác lại. Khi mọi người cảm nhận được tình mến mà cộng đoàn chia sẻ cho nhau, những phần quà mừng xuân được trao tặng đến hơn 400 người và phần lớn là bà con lương dân trong vùng và khu vực lân cận. Tuy chỉ là những phần quà đơn sơ, nhưng gói trọn tâm tình quý mến, với ước muốn tất cả cùng nhau vui hưởng niềm vui khi đón mừng xuân mới. Quý cha trong giáo xứ Bình Long cũng đến từng bàn tiệc, nâng ly chúc mừng mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong tình yêu Thiên Chúa. Sau khi dùng bữa cơm thân mật, mọi người nhận phần quà mừng xuân được ban tổ chức trao tặng từng người bằng chính tâm tình yêu mến chân thành. Quà tặng tuy không mang ý nghĩa vật chất, nhưng đây chính là sự chia sẻ yêu thương chân thành mà Cộng đoàn Giáo xứ Bình Long mong muốn chia sẻ với mọi người, với những người đang cần sự giúp đỡ. Xuân về trên quê hương Việt Nam và không khí vui xuân thật sự lan tỏa trong Cộng đoàn Giáo xứ Bình Long. Mỗi người cùng nắm tay nhau chúc mừng một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Tin Giáo xứ Búng, Thánh lễ mùng 1 Tết tại Giáo xứ Búng. Vào lúc 6 giờ sáng, ngày 5 tháng 2 năm 2019, Thánh lễ đầu năm mùng 1 Tết Nguyên Đán. Thánh lễ do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, cha phó Giuse Lê Anh Hùng và quý cha khách đồng tế, cùng với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân trong bầu không khí sốt sắng. Trong bài giảng lễ, cha Simon nhấn mạnh, năm mới xin Chúa ban phúc bình an cho mọi gia đình, hãy ký thác đường đời cho Chúa, nhưng chúng ta phải có nền đạo đức, siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, sống bác ái với mọi người. Làm đúng như thế, những thứ khác Chúa sẽ thêm cho. Sau phần hiệp lễ, quý cha cùng cộng đoàn mừng tuổi Chúa, Thánh Giuse, Mẹ Maria, chính phẩm thiên thần cùng các triều thần thiên quốc, cùng kính bái với lòng tri ân. Ông Giuse Võ Văn Xem, đại diện cộng đoàn chúc tuổi quý cha, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý cha bước sang năm mới, thêm một tuổi trong đời thánh hiến được nhiều hồng phúc trời cao. Sức khỏe, ơn khôn ngoan dẫn dắt đoàn Thiên Chúa. Ông cũng chúc xuân quý bà con trong tràng pháo tay nồng ấm, thân thương của mọi người. Cha Simon nói lên ý nghĩa Lộc Thánh, xin các anh chị em cầu nguyện, để câu lời Chúa hôm nay soi dẫn mọi người ngày mai. Cha sở làm phép Lộc Thánh, quý cha, quý tu sĩ bắt Lộc Thánh và sau đến từng người, đến nhận Lộc trong niềm vui. Thánh lễ kết thúc, mọi người đón nhận phép lành cuối lễ trong niềm cung kính. Quang cảnh hôm nay thật tưng bừng, xúc động trào dâng, là nỗi nhớ cho những người đi xa, là niềm tin cho những người sống trong hiện tại để vững bước tiến đến tương lai.
giáo xứ Chánh Tòa, Thánh lễ Minh Ninh mừng xuân Kỷ Hợi 2019 tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường. Thánh lễ Minh Ninh mừng xuân Kỷ Hợi 2019 được Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường vào lúc 6 giờ sáng thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2019 nhằm mùng 1 Tết Nguyên Đán. Đúng 6 giờ sáng, sau hồi trống vang rền chào mừng năm mới, năm Kỷ Hợi 2019, toàn thể cộng đoàn cùng hướng về đoàn đồng tế đang tiến bước vào thánh đường, cùng hiệp lòng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cùng nhau chào đón một năm mới trong bình an và chan hòa tình yêu Thiên Chúa. Khởi đầu thánh lễ, cha sở An Tôn Hà Văn Minh tỏ lòng tri ân Đức Cha đã yêu thương về hiệp dân thánh lễ đầu năm và cùng cộng đoàn chúc mừng Đức Cha bằng tràng pháo tay nồng nhiệt thay cho tiếng pháo đón năm mới sang. Trong tâm tình yêu thương và hạnh phúc của ngày đầu xuân, Đức Cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn hãy khởi đầu năm mới bằng một đời sống tín thác trọn vẹn vào tình yêu Thiên Chúa. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, sống giới răn yêu thương như Chúa truyền dạy và luôn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Sau phần hiệp lễ, Đức Cha cùng toàn thể cộng đoàn mừng tuổi Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh, từng hồi trống, từng nén hương và từng tấm lòng của cộng đoàn dâng về Thiên Chúa và các thánh. Nguyện lời tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn tràn hồng ân trong năm cũ và xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban muôn ân lành trong năm mới này. Trước khi ban phép lành cuối lễ, ông trưởng ban hội đồng mục vụ giáo xứ thay mặt toàn thể cộng đoàn chúc Tết Đức Cha Giuse, cha sở An Tôn và quý cha cùng toàn thể quý tu sĩ và cộng đoàn một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Cộng đoàn cũng kính dâng các ngài những đóa hoa tươi thắm nhất của mùa xuân. Các em thiếu nhi của giáo xứ có bài múa rất dung dị và dễ thương kính tặng Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn cùng lời chúc Tết thật đáng yêu. Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ 45 phút. Toàn thể cộng đoàn cùng đón nhận lời Chúa và chúc lì xì năm mới từ Đức Cha và quý cha. Mọi người vui vẻ cùng nhau mừng năm mới bên tách cà phê, chút bánh ngọt. Cùng nhau chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 trong bình an của Thiên Chúa. Tin giáo xứ Bến Trường. Giáo xứ Bến Trường mừng thọ quý cụ trong thánh lễ mùng 2 Tết. Vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 2 năm 2019, cùng với toàn thể giáo hội công giáo, bà con giáo dân giáo xứ Bến Trường hiệp dân thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, thảo kính đối với ông bà, cha mẹ qua việc mừng thọ các cụ. Vì thế, thánh lễ này ngoài sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ, còn có sự tham dự của con cháu các cụ được giáo xứ mừng thọ trong thánh lễ hôm nay. Thánh lễ do cha quản sứ Giuse Maria Phạm Tường Thành chủ tế. Mở đầu thánh lễ, cha Giuse Maria mời gọi mọi người nhớ đến tổ tiên đã khuất và thảo hiếu với các vị còn sống. Hãy báo hiếu bằng chính cuộc sống của mình. Trong bài giảng, cha chủ tế giúp cho mọi người hiểu thêm rằng mọi người cần luôn nhớ đến bổn phận hiếu thảo của mỗi người cần luôn nhớ đến bổn phận hiếu thảo với các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ. Phải biết chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống. Hãy nhớ nguyện cầu khi các ngài qua đời. Sau phần phục vụ thánh thể, cha quản sứ mừng thọ và lì xì cho quý cụ trong năm mới. Sau đó, đại diện quý cụ được chúc thọ đã có đôi lời cảm ơn cha quản sứ cùng quý dì và hội đồng mục vụ giáo xứ đã tổ chức mừng thọ và cầu nguyện cho các cụ. Tin giáo xứ Bến Sánh. Thánh lễ Tân Niên tại giáo xứ Bến Sánh. Hòa trong không khí tưng bừng đón xuân, vào lúc 6 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Bến Sánh long trọng cử hành thánh lễ Tân Niên mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Cha chánh xứ Heronimo Nguyễn Phi Hùng chủ tế thánh lễ. Tham dự thánh lễ có rất đông bà con giáo dân cùng nhau nguyện chúc bình an trong ngày đầu năm mới. Thánh lễ được khởi đầu với nghi thức rước Chúa Xuân và chúc tuổi Chúa. Cha chủ tế với cành lộc thánh trên tay cùng cộng đoàn từ tiền sảnh tiến vào thánh đường.
Trong trang nghiêm, mọi người cùng nhau mừng tuổi Chúa. Trong tâm tình hân hoan mừng năm mới, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy sống theo tinh thần của năm thánh, sống bác ái yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, mang Chúa Xuân đến cho mọi người, cho mọi người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa bằng những việc làm đạo đức thánh thiện, nhỏ nhoi nhưng làm với sự nhiệt huyết và niềm yêu mến Chúa. Sau bài giảng lễ, cha chủ tế mời đại diện mỗi ban ngành đoàn thể cùng lên hái lộc thánh đầu xuân để sống theo lời Chúa dạy. Cuối thánh lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ thay mặt cộng đoàn giáo xứ có đôi lời tri ân và chúc mừng năm mới đến cha sở Heronimo và cha phó Phêrô, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn có một năm mới tràn đầy thánh đức, bình an và may mắn. Sau lời cảm ơn, các em thiếu nhi dành tặng cha và cộng đoàn những điệu múa rất đơn sơ, đáng yêu trong ngày đầu năm mới. Tin Giáo xứ Tây Ninh, thánh lễ mùng 2 Tết tại đất thánh Giáo xứ Tây Ninh. Vào lúc 16:30 ngày 6 tháng 2 năm 2019, cùng với toàn thể giáo hội công giáo, Giáo xứ Tây Ninh đã cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Đồng thời đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng kính nhớ đến ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã được Chúa gọi về. Thánh lễ do cha chánh xứ Gioan Võ Hoàng Sinh chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Luciano Nguyễn Thành Tiến, phó xứ giáo xứ Tha La hạt Củ Chi và cũng là người con của giáo xứ. Theo truyền thống tốt đẹp, cứ vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, giáo xứ Tây Ninh đều tổ chức thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên và cha mẹ tại đất thánh của giáo xứ. Dù rằng 16:30 thánh lễ mới bắt đầu, nhưng từ rất sớm bà con đã có mặt tại đất thánh để thăm viếng mộ phần ông bà cha mẹ đang yên nghỉ tại đây. Trước khi thánh lễ bắt đầu, mọi người quy tụ xung quanh lễ đài để dâng lên mẹ Maria những lời kinh mân côi. Cha Luciano còn nhắc nhớ mỗi người rằng, kính nhớ ông bà tổ tiên là mỗi người phải thường xuyên cầu nguyện cho các ngài. Việc cầu nguyện của mỗi người được tốt đẹp nhất là xin lễ cho các ngài. Thế nhưng mỗi người không phải là cứ gửi của lễ cho các cha là đủ, mà còn phải có tấm lòng, nghĩa là còn phải hiệp thông với linh mục chủ tế để cầu xin Thiên Chúa cho các ngài. Thánh lễ kết thúc với phép lành cuối lễ của linh mục chủ tế. Tin giáo phận Phú Cường, các tân linh mục và phó tế hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và nhận văn thư bổ nhiệm từ Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán, thánh lễ tạ ơn tân linh mục và phó tế được cử hành long trọng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cũng trong dịp này, quý cha, quý tân chức và phó tế chính thức nhận bài sai từ Đức Giám mục cho sứ vụ mới của mình. Tâm tình chia sẻ của vị cha chung giáo phận Phú Cường trong thánh lễ sáng nay gói trọn một tình yêu thương và sự tin tưởng, trao gửi đến quý cha và thầy phó tế sứ vụ trọng đại của cuộc đời truyền giáo. Đức cha ước mong các ngài luôn mạnh mẽ, dũng cảm dấn thân trong hành trình thực thi sứ vụ loan báo tin mừng, sẵn sàng phục vụ trong sự khiêm hạ, hy sinh và trong sự vâng phục. Đức cha cảm nhận sâu sắc những tâm tư lo lắng của quý cha, quý thầy cho chặng đường phía trước, xuyên suốt hành trình dấn thân thực thi sứ mạng Chúa trao. Trong dịp mừng lễ tạ ơn hôm nay, Đức cha Giuse cũng chia sẻ tâm tư và ước muốn trong việc sớm hoàn tất công trình xây dựng ngôi nhà nghỉ dưỡng linh mục của giáo phận. Nơi đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của các cha hưu, mà còn là nơi gặp gỡ của quý cha cần những khoảng lặng để sống riêng với Chúa, những khoảnh khắc muốn tâm tình cùng Chúa, muốn được có khoảng riêng với Ngài trong khoảng thời gian cần sự nâng đỡ, ủi an từ Chúa, để được Chúa tiếp thêm sức mạnh, đốt nóng con tim nhiệt thành, để tiếp tục cuộc đời dấn thân phục vụ và loan báo tin mừng trong suốt cuộc đời ơn gọi của mình. Không khí thánh lễ tạ ơn trong dịp đầu năm mới thật ấm áp tình thân
và một bầu khí thật vui tươi hạnh phúc lan tỏa khắp cộng đoàn. Sau phần tri ân của quý tân chức và chúng sinh đoàn gửi đến Đức Cha và quý cha giáo, quý thầy cô, cộng đoàn cùng cất lên tiếng hát tri ân trong tràng vỗ tay hòa nhịp của cộng đoàn. Đáp lời, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi cộng đoàn tham dự thánh lễ thật đông đảo. Các chủng sinh và các ứng sinh dự bị cũng có mặt đông đủ cùng nhau chúc mừng quý tân chức và quý thầy, đặc biệt trong dịp mừng xuân mới. Tất cả thể hiện một tình yêu mến, hiệp thông trong tình huynh đệ. Đức Cha cũng dành những lời chúc lành tốt đẹp đến quý cha, quý tân chức, quý thầy, chủng sinh đoàn và tất cả luôn đón nhận dồi dào ơn Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút và toàn thể cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm trưa thanh mật tại cơ sở đào tạo ơn gọi của giáo phận. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.